Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 17 tháng 12 của chị Trần Thị Kim Hoài, là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị ạ. Thưa chị, với thông tin là Fed tăng lãi suất 0,25% thì thị trường trong phiên ngày 17 tháng 12 đã có những phản ứng như thế nào ạ? Với thông tin lãi suất Fed tăng 0,25% thì thị trường chứng khoán thế giới đã có một phiên phản ứng rất là tích cực. Theo đó thì thị trường trong nước cũng phản ứng khá tích cực. Sự tăng điểm đến đồng đều ở các nhóm ngành như là ô tô, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, mà đặc biệt là bảo hiểm. Nhóm này tăng hơn 2% trong phiên sáng. Tuy nhiên thanh khoản vẫn chưa được cải thiện. Chiều ngược lại thì dòng dầu khí hôm nay cũng quay đầu giảm điểm, gây sức ép lên thị trường. Tiêu biểu trên sàn có GAS, BVD, BXS, BVG. Tuy các cổ phiếu trên sàn đều tăng tốt, tuy nhiên thanh khoản bị sụt giảm nhiều so với phiên hôm trước. Theo đó thì kết thúc phiên sáng, thị trường sàn thành phố tăng 3.71 điểm lên 576.26 điểm, sàn Hà Nội tăng 0.16 điểm lên 79.32 điểm. Cả hai sàn chỉ có 72.8 triệu đơn vị khớp lệnh với tổng giá trị đạt 831.8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 9 triệu đơn vị với tổng giá trị đạt 182.56 tỷ đồng. Thưa chị, có thể nói là với việc nâng lãi suất của Fed thì thị trường đã có phản ứng ngược với những cái dự đoán trước đó của nhà đầu tư. Vậy theo quan điểm của chị thì nhà đầu tư có nên lạc quan trong cái tình hình hiện tại không ạ? Fed nâng lãi suất thì thị trường toàn cầu phản ứng rất là tốt. Theo đó thì thị trường trong nước mình cũng theo tâm lý, cũng tăng tốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên theo nhìn nhận của tôi thì đây cũng một phần là theo tâm lý của nhà đầu tư trước cái tình hình hồi phục của chứng khoán toàn cầu, mà một phần là cũng vì giá cổ phiếu đang ở vùng thấp. Tuy nhiên theo thống kê thì khối ngoại trong những phiên vừa qua không ngừng bán ròng, như phiên hôm qua thì bán hơn 200 tỷ đồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khi mà Fed tăng lãi suất thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá. Do đó cái phản ứng của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua cũng có thể lý giải được. Bên cạnh sự hưng phấn của thị trường thì nhà đầu tư nên theo dõi hơn nữa động thái, nhất là động thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Thông tin nới rung cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là thông tin mà nhà đầu tư đang quan tâm trong những phiên sắp tới. Nhà đầu tư cần theo dõi sát hơn để có những cái nhận định cũng như có chiến lược đầu tư hợp lý hơn cho mình. Dạ. Có thể thấy là cổ phiếu của Đức Long Gia Lai với thông tin đính chính từ Chủ tịch Bùi Pháp thì đã hồi phục với mức tăng trần. Vậy thì cổ phiếu này ngày hôm nay có còn giữ được đà tăng không ạ? Cổ phiếu này sau khi được đính chính thì cổ phiếu này đã có mức tăng trần ngày hôm qua. Tuy nhiên cái tăng trần này không quá mạnh mẽ. Thì cụ thể thì ngày hôm nay thì cổ phiếu này đã quay đầu giảm điểm. Vào đầu phiên thì có những lúc mà cổ phiếu giảm tới gần mức sàn. Tuy nhiên sau đó cũng xuất hiện lực đỡ từ nhà đầu tư. Cổ phiếu này cũng giảm đà tăng, cái việc xả cũng không quá mạnh mẽ. Do đó tôi với những cái thông tin cơ bản tốt về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thì tôi cho là cổ phiếu này để vào cái chu kỳ đầu tư mới và với cái mặt bằng giá mới. Còn cổ phiếu của BID thì với thông tin là bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh đến 5 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 16 tháng 12. Trong đó thì quỹ VNM cũng bán 1,03 triệu cổ phiếu. Thì theo chị thì cổ phiếu này ngày hôm nay giao dịch như thế nào? Cổ phiếu BIDV thì phiên giao dịch ngày hôm qua đã bị nước ngoài bán ròng 5 triệu cổ phiếu, trong đó hơn 1 triệu cổ phiếu là của quỹ VNM. Như chúng ta biết thì quỹ VNM đang nắm trước đó thì nắm khoảng 6 triệu cổ phiếu do một sự nhầm lẫn vào kỳ cơ cấu lần 3 trong năm 2015. Thì vừa rồi quỹ này đã bán là hơn 1 triệu cổ phiếu, như vậy quỹ này thì còn khoảng 4.9 triệu cổ phiếu và có khả năng sẽ bán tiếp trong hai ngày 17 và 18. Tuy nhiên quan sát trên sàn trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái lượng hấp thụ của cổ phiếu này tốt, mặc dù cái tin bán mạnh từ khối ngoại đối với cổ phiếu này, nhưng mà cổ phiếu này cũng có mức tăng là 900 đồng, đạt 21.500 đồng một cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cho chúng ta thấy là sự hấp thụ
sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong nước đối với kiểu cổ phiếu này rất là lớn. Và nếu nói về phiên chiều thì còn có những cái thông tin gì đột phá trong phiên chiều ngày hôm nay không ạ? Thị trường tăng điểm đầy hưng phấn theo cái thị trường toàn cầu. Tuy nhiên thanh khoản yếu làm cho thị trường trong phiên chiều giao dịch cũng khá là trầm lắng. Cái sự giằng co này làm cho thị trường có lúc chỉ có tăng hơn 2 điểm. Các phiên sàn thành phố tăng 4.56 điểm, tương ứng 0.8% lên 577.11 điểm với 90 triệu đơn vị khớp lệnh. Tổng giá trị đạt 1.647.32 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng, 80 mã đứng giá, 77 mã giảm giá. Sàn Hà Nội cũng tăng nhẹ 0.16 điểm, tương ứng 0.21% lên 79.33 điểm với 39 triệu đơn vị khớp lệnh. Tổng giá trị đạt 422.39 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 66 mã đứng giá và 94 mã giảm. Giao dịch thỏa thuận hôm nay thì có phần giảm nhiều so với ngày hôm trước. Đạt 11.2 triệu đơn vị và tổng giá trị đạt 225.38 tỷ đồng. Xin được cảm ơn những thông tin của chị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 17 tháng 12 của chị Trần Thị Kim Hoài, chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Và xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong ít phút nữa với phần 2 của chương trình.